Người hâm mộ Trung Quốc tiên tri cực sốc về đội nhà sau khi thua Việt Nam. Người hâm mộ Trung Quốc cho rằng đội bóng đất nước tỷ dân có thể sẽ thua cả Đông Timor trong tương lai. Trận thua 1-3 của đội tuyển Trung Quốc trước Việt Nam tối 1 tháng 2 đang trở thành đề tài bàn tán, mổ xẻ cho dư luận nước này trên mạng xã hội. Một cổ động viên nhắc lại dự đoán của huyền thoại fan cách đây 9 năm, khi Trung Quốc thua Thái Lan 1-5 trong trận giao hữu. Thời điểm đó, fan truy cho rằng nếu không thay đổi, trong tương lai tuyển Trung Quốc sẽ thua cả Việt Nam. Tối 1 tháng 2, lời tiên tri này đã trở thành hiện thực và cổ động viên trên thậm chí còn dự đoán Trung Quốc sẽ thua cả Đông Timor. Chúng ta có thể đưa ra những tiên đoán mới hơn không? Ví dụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua Đông Timor, một trong những đội yếu nhất châu Á, và thậm chí còn thua cả Maldives và Guam. Trước khi bị Việt Nam hạ gục, đội bóng xứ tỷ dân đã bị một đội bóng Đông Nam Á khác là Philippines cầm hòa ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thắng. Có phải chúng ta đang dưới cơ các đội châu Á, nói cách khác không còn đội bóng châu Á nào dưới cơ Trung Quốc, người hâm mộ Trung Quốc đặt câu hỏi. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích U Lê cùng đồng đội, một bộ phận người hâm mộ khẳng định vẫn luôn đồng hành cùng đội tuyển. Vài ý kiến nhấn mạnh rằng, muốn phát triển bóng đá, Trung Quốc cần chú trọng hơn cho khâu đào tạo trẻ, tạo ra tính kế thừa ở đội tuyển. Báo Trung Quốc tức giận chưa? Thua tuyển Việt Nam, các cầu thủ vẫn được đi máy bay hàng sang về nước. Đội tuyển Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích sau khi để thua trước tuyển Việt Nam. Tối ngày 1 tháng 2, đội tuyển Trung Quốc phải nhận trận thua muối mặt 1-3 trước tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup. Sau thất bại, thầy trò huấn luyện viên Lee Seo-pung nhận phải nhiều ý kiến chỉ trích của fan quê nhà. Ngay cả vấn đề di chuyển về nước của tuyển Trung Quốc cũng bị đem ra chỉ trích. Mới đây, tờ Sohu đăng tải bài viết có tiêu đề, bạn tức giận không? Đội tuyển quốc gia được về nước trên chuyến bay tròn gói hàng sang. Theo trang tin này, toàn đội Trung Quốc sẽ không về cùng nhau. Ba ngôi sao nhập tịch là Alan, Luogo và Chiang Wangtai lên chuyến bay về Brazil và Anh. Trong khi đó, Ule cũng trở lại Tây Ban Nha để tiếp tục thi đấu cho Espanyol. Những cái tên còn lại dự kiến về nước vào 2 giờ sáng ngày 3 tháng 2. Rời Nội Bài, nhóm cầu thủ này sẽ bay tới Thượng Hải trước khi di chuyển về Tô Châu, tiến hành cách ly tập trung. Tác giả tỏ ra không hài lòng khi thấy tuyển Trung Quốc vẫn được về nước trên chuyến bay đắt tiền. Điều đáng nói là dù thua 1-3 trước tuyển Việt Nam, các cầu thủ Trung Quốc vẫn rất sướng khi về nước. Vào sáng ngày 3 tháng 2, các cầu thủ sẽ về nước trên chuyến bay thương mại tròn gói hàng sang, Sohu cho hay. Phía dưới bài viết, một số fan Trung Quốc cũng tỏ ra không vui trước thông tin trên. Tôi nghĩ họ nên tự đi bộ về nước, một tài khoản cho hay. Để thua trước tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc chính thức dừng bước tại vòng loại 3 World Cup 2022. Cũng giống như chúng ta, đội bàn còn 2 trận đấu thủ tục nữa vào cuối tháng 3 tới. Báo nước ngoài viết về trận thắng của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Trung Quốc giải thích lý do thua. Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 đã khiến người hâm mộ Việt Nam nức lòng, còn nhiều tờ báo nước ngoài thì bày tỏ sự bất ngờ. Sau trận đấu, huấn luyện viên Trung Quốc đã xin lỗi và đưa ra những lời giải thích về lý do đội mình bị thua. Một số tờ báo của Singapore gọi việc đội tuyển Trung Quốc thua trận trước tuyển Việt Nam vào ngày hôm qua là đáng ngạc nhiên. Họ viết, Trung Quốc cuối cùng cũng có được một bàn an ủi trong những phút bù giờ, nhưng đã muộn. Trang ESPN thì viết rằng, các cầu thủ Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn mà rất nhiều người tin rằng họ có thể làm được, khi họ giành chiến thắng xuất sắc 3-1. Cũng theo ESPN thì đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam thắng tuyển Trung Quốc, và chiến thắng này thể hiện những nỗ lực của họ, đội tuyển Việt Nam, trong lần đầu tiên họ vào được sâu đến thế này ở vòng loại World Cup. Và điều quan trọng hơn cả là, kết quả này cũng chứng minh rằng tuyển Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn theo trang SCMP, các fan của đội tuyển Trung Quốc do thất vọng nên đã để lại nhiều lời phê bình, chê trách. Trận đấu Việt Nam-Trung Quốc còn trở thành hashtag hàng đầu trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, chỉ trong 2 tiếng kể từ khi trận đấu kết thúc thì hashtag này đã nhắc đến hơn 1,28 triệu lần. Cư dân mạng nước này đăng những bình luận như thật là một thất bại, một tỷ số không thể chấp nhận được, chúng ta đã đá thế nào suốt 20 năm qua, đội bóng không có sức mạnh gì cả, nên kết quả này là dễ hiểu thôi. Trang Xinhua của Trung Quốc thì viết rằng đội tuyển Trung Quốc không gây ra nhiều mối đe dọa đối với thủ môn của Việt Nam, khi mà các cầu thủ Trung Quốc mắc nhiều sai lầm.
Theo Xinhua, huấn luyện viên Lee Seopeng đã nói trong cuộc họp báo sau trận đấu, tôi muốn xin lỗi tất cả các cổ động viên của đội tuyển Trung Quốc và cả các cầu thủ. Tôi đã mắc sai lầm về chiến lược, còn các cầu thủ trên sân thì lo lắng. Hai tiền vệ đánh chặn thì ở quá gần các trung vệ khi chúng tôi tấn công, trong khi những cầu thủ phòng ngự đó lại ở quá xa nhau khi chúng tôi phòng ngự. Đó là vấn đề lớn. Trang ESPN nhận định, chiến thắng ấn tượng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán là lời nhắc nhở đúng lúc rằng tuyển Việt Nam vẫn có thể tái tạo bản thân và tiếp tục có một tương lai tươi sáng với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Báo Hàn Quốc ca ngợi ông Park Hang-seo hết lời khi đội tuyển Việt Nam đả bại Trung Quốc. Nhiều tờ báo Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo sau chiến thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra tối 1 tháng 2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam gây sốc khi dẫn trước đối thủ 3 bàn. Trung Quốc chỉ gỡ lại được một bàn danh dự ở phút bù giờ cuối cùng. Ông Park Hang-seo lại một lần nữa trổ phép thuật. Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Trung Quốc để có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại cuối World Cup, tờ Do Ngang viết. Báo này cho biết đây là chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, đội bóng của ông Park đã thua cả 7 trận liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Thất bại trước Việt Nam đã khiến Trung Quốc chấm dứt giấc mơ dự World Cup 2022 tại Qatar. Tờ Cho Săn trong khi đó cho biết dù không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội lập nên kỷ lục khi lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á có chiến thắng ở vòng đấu này. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đánh bại Trung Quốc. Chiến thắng này không đủ giúp Việt Nam giành vé dự World Cup nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm nên lịch sử, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ, Cho Săn đánh giá. Một tờ báo khác là NSNI bình luận, đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa tạo cột mốc lịch sử dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là chiến thắng quý giá của đội tuyển Việt Nam sau khi đã thua 7 trận trước đó, NSNI viết. Với việc đánh bại Trung Quốc 3-1, đội tuyển Việt Nam đã có thêm 15,5 điểm, trở lại top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở hai lượt đấu cuối, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Oman và Nhật Bản. Chuyên gia châu Á quay xe tấm tắc khen Việt Nam sau trận thắng Trung Quốc. Nhà báo Gabriel Tan của ESPN châu Á hết lời khen ngợi thầy trò ông Park sau trận thắng Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022. Tối 1 tháng 2, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng tưng bừng 3-1 trước Trung Quốc tại lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau trận đấu, chuyên gia Gabriel Tan nói, những nỗ lực tột cùng của đội tuyển Việt Nam đã được đền đáp một cách xứng đáng. Màn trình diễn của Việt Nam trước Trung Quốc thực sự khiến mọi chuyên gia bóng đá và cổ động viên hưng phấn. Chuyên gia của tờ ESPN phân tích tiếp, tuy nhiên trước đó, họ thực sự đã gây ra nhiều thất vọng, một phần vì huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là ngại thay đổi. Trong khi vòng loại cuối World Cup 2022 họ lại được kỳ vọng sẽ chơi với tinh thần không còn gì để mất, nên nếu có thua thì cũng không có gì đáng xấu hổ. Việc vượt qua các đối thủ sừng sỏ cùng bảng như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Úc để lấy vé dự World Cup 2022 là điều quá khó. Tuy nhiên, 7 trận toàn thua và bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 cũng khiến nhiều người lo lắng. Rõ ràng, đã có sự hoài nghi về khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đưa tuyển Việt Nam lên một tầm cao mới. Ông Gabriel nói thêm, thực sự những nỗ lực không ngừng của tuyển Việt Nam và cả bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo trong tình thế quá áp lực đã làm thay đổi một cách ngoạn mục. Tuyển Trung Quốc cũng đã suy yếu nhiều và nhiều người kỳ vọng Việt Nam sẽ có được một điểm. Nhưng họ đã có một chiến thắng bùng nổ 3-1. Họ đang hồi sinh đầy mạnh mẽ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước đó, khi những chiến binh sao vàng bị Thái Lan loại ở vòng bán kết AFF Cup 2020, chuyên gia Gabriel Tan đã cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam nên dừng lại. Nếu ông Park và Việt Nam đã thực sự đạt được tất cả những gì có thể cùng nhau, thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để họ chia tay và có con đường đi riêng. Sau trận đấu với đội bóng, đất nước tỷ dân, toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam được trở về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Người hâm mộ Trung Quốc bình luận gì về trận thua 1-3 trước Việt Nam? Theo tờ SCMP, trận thua lịch sử 1-3 nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Đáng xấu hổ và nhục nhã là hai từ ngữ xuất hiện rất nhiều trong các bình luận của người hâm mộ Trung Quốc sau khi đội tuyển quốc gia nước này thất bại trước Việt Nam trong trận đấu khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Thất bại trước Việt Nam đã chấm dứt hy vọng mong manh của Trung Quốc để vượt qua vòng loại World Cup 2022. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, những người hâm mộ đã thể hiện cơn thịnh nộ trên Weibo và các diễn đàn trực tuyến. Đội tuyển Trung Quốc thất bại trước Việt Nam đã trở thành hashtag thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 1,28 triệu lượt xem trong vòng 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Một người dùng Weibo viết, một tỷ số như vậy và thất bại như vậy khiến mất cơ hội giữ World Cup là điều không thể chấp nhận được với người hâm mộ Trung Quốc. Chúng ta đã trải qua những gì trong 20 năm qua và sẽ thế nào trong 20 năm tới? Chiến thuật không thực sự quan trọng, cầu thủ tệ, huấn luyện viên tệ, mau về quê ăn Tết đi. Huấn luyện viên Lee Seo-pung chỉ có thể đưa Lỗ Năng Sơn Đông Thái Sơn FC đến vị trí Á quân giải Chinese Super League thôi, một người khác viết. Huấn luyện viên Lee Seo-pung đã nhận hai thất bại cay đắng khi lên nắm đội tuyển bóng đá Trung Quốc thay người tiền nhiệm Lee Tai. Huấn luyện viên Lee Seo-pung đã từng chơi ở vị trí tiền vệ khi đội tuyển Trung Quốc lần đầu tiên và duy nhất tham dự World Cup 2002 ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông vừa được bổ nhiệm thay huấn luyện viên Lee Tai trong hai trận vừa qua, và ông đều nhận thất bại 0-2 trước Nhật Bản và 0-3 trước Việt Nam. Liệu cuộc đời của chúng ta còn có thể chứng kiến đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết World Cup chứ? Liệu chúng ta có thể lọt vào top 12 đội mạnh nhất châu Á năm sau không? Xấu hổ, tôi thực sự không muốn đối mặt với chuyện này, một người viết. Rất nhiều người dùng kêu gọi giải tán đội tuyển vì màn trình diễn tệ hại của họ trước Việt Nam. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã mất hết sức mạnh rồi. Nên giải tán thôi, thua Việt Nam, thực sự nhục nhã. Phía dưới một bài đăng về kết quả trận đấu trên tờ Sina, một người dùng bình luận hài hước rằng đội tuyển nên được cho đi cách ly 3.650 ngày. Một người đã trả lời bình luận này cũng không kém phần hài hước rằng, tôi đã ngừng xem bóng đá Trung Quốc từ 3.650 ngày trước rồi. Giải tán Hiệp hội bóng đá Trung Quốc cũng là một cụm từ được nhiều người bình luận trên Sina. Nhiều fan hâm mộ cho rằng chính cách quản lý bóng đá thiếu khoa học của Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã khiến đội tuyển sa sút. Trong hashtag thăng cuối cùng ai có thể cứu bóng đá Nam Trung Quốc, một fan hâm mộ lý giải thất bại của đội tuyển là do cơ chế quản lý thối nát của Hiệp hội bóng đá. Không thành lập được hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh, không tạo dựng được cơ sở hạ tầng và bầu không khí bóng đá lành mạnh. Chính những lý do đó khiến đội tuyển bóng đá Nam không bao giờ có thể lớn mạnh. Một bình luận đòi giải tán Hiệp hội bóng đá Trung Quốc. Một người dùng khác có nick là Lifeng7799 thẳng thắn chỉ ra rằng, sự thật đã chứng minh không ai có thể cứu được đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc. Huấn luyện viên vô dụng, cầu thủ nhập tịch vô dụng, không thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa trên sân. Với rất nhiều môn thể thao, không có môn nào có thể khiến người Trung Quốc cảm thấy xấu hổ như vậy. Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã quá o bế các câu lạc bộ và cầu thủ đến nỗi họ không thèm chơi bóng nữa. Giải đấu đã bị thương mại hóa và nhập tịch cầu thủ điên cuồng khiến cầu thủ bản địa cảm thấy khủng hoảng. Cuối cùng, nhiều người đã lôi lại lời tiên tri cách đây 9 năm của cựu trung vệ Phan Chí Nghị, Phan Chí Nghị, rằng nếu bóng đá Trung Quốc không chịu thay đổi, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị Việt Nam vượt mặt. Báo Trung Quốc nói lời cay đắng về đội nhà sau khi thua đậm tuyển Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng sau khi thầy trò huấn luyện viên Lee Seo-pung để thua đội tuyển Việt Nam trong ngày năm mới. Ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc kết thúc, tờ Sina đã đăng bài viết với tiêu đề thật đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc. Tờ này viết, tối mùng 1 Tết Nhâm Dần, tại lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã để thua Việt Nam. Chúng ta bị đối thủ ghi bàn từ phút thứ 9 và phút 16 lại thua thêm một bàn nữa. Kết quả Trung Quốc đã thua đội bóng yếu hơn với tỷ số 1-3. Điều này đồng nghĩa chúng ta đã hết cơ hội giữ World Cup 2022. Tác giả bài viết phân tích về nguyên nhân khiến đội bóng, đất nước tỷ dân thua bạc nhược trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Seo-pung đã xếp các cầu thủ nhập tịch Lua Wu và Allen cùng Jae Wei-jun vào đội hình xuất phát nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, điều này không mang lại tác dụng gì nhiều. Tuyển Trung Quốc đã lơ là khâu phòng ngự. Trận thua 1-3 là một đòn đau nữa giáng thẳng vào đội bóng của chúng ta. Trước trận đấu này, đội Trung Quốc chỉ nhận được kết quả đáng xấu hổ khi thắng 1, hòa 2 và thua 4. Tuyển Việt Nam toàn thua cả 7 lượt trận trước đó và trận đấu này được xem là cuộc chiến vì danh dự của hai đội. Kết quả, tuyển Việt Nam đã có được một chiến thắng xứng đáng, tờ Sina nhận định. Trong khi đó, tờ Sohu nhận xét, ngày mùng 1 Tết kinh hoàng của đội tuyển Trung Quốc. Ông Lee Seo-pung đã tung ra những cầu thủ tấn công tốt nhất để mong có bàn thắng sớm. Nếu không thể tiếp tục giành vé đi tiếp,
Trung Quốc vẫn có thể đạt được khởi đầu năm mới suôn sẻ. Nhưng mọi thứ không hề diễn ra như chúng ta mong muốn. Hàng thủ Trung Quốc không tài nào ngăn cản được các cầu thủ Việt Nam. Tuyển Trung Quốc thất thủ quá nhanh, chúng ta thua tới 0-2 chỉ trong vòng 8 phút. Hàng thủ Trung Quốc thực sự quá vô dụng và gây ra nỗi thất vọng lớn. Chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc là lần đầu tiên những chiến binh sao vàng đánh bại đối thủ này. Trước đó, hai đội đã chạm trán nhau 7 lần và Việt Nam toàn thua trong những cuộc đọ sức đó. Đồng thời, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á có được chiến thắng tại vòng loại thứ 3 World Cup. Báo Thái Lan tự hào với chiến thắng của The Team Việt Nam. Tờ Mertichon của Thái Lan bày tỏ niềm tự hào khi The Team Việt Nam đã đại diện cho Đông Nam Á giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng loại cuối cùng World Cup. Việc đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-1 vào tối 1 tháng 2 giúp The Team Việt Nam trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á có thắng lợi ở vòng loại World Cup cuối cùng dành cho các đội châu Á mạnh nhất. Trước đó, Thái Lan từng 2 lần vào vòng loại này và có 6 trận hòa. Trong 12 trận còn lại, Thái Lan đều thất bại trước các đội mạnh hàng đầu châu Á. Vì thế, chiến thắng của Việt Nam được tờ Mertichon từ Thái Lan đánh giá cao. Họ viết, bóng đá Đông Nam Á đã khai hỏa. Tờ Mertichon không ngại ngần khi gọi các chiến binh sao vàng, biệt danh của tuyển Việt Nam đã đưa bóng đá Đông Nam Á lên bản đồ World Cup với chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Tờ Mertichon viết, mặc dù tuyển Việt Nam đã thua đến 7 trận, trong khi Trung Quốc có 5 điểm trước khi hai đội gặp nhau trên sân Mỹ Đình tối 1 tháng 2. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã gây sốc Trung Quốc bằng lối chơi cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, tờ Sina của Trung Quốc viết, thật đáng xấu hổ. Tuyển Việt Nam làm dậy sóng sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc. Tối mùng 1 Tết Nhâm Dần, tại lượt trận thứ 8 vòng loại World Cup, tuyển Trung Quốc đã thua Việt Nam. Họ sớm để đối phương mở tỷ số ở phút thứ 9, sau đó nhận thêm bàn thua ở phút 16. Chung cuộc, Trung Quốc thất bại 1-3 và hết cơ hội tham dự World Cup. Trước lượt trận này, đội Trung Quốc chỉ nhận được kết quả đáng xấu hổ khi thắng 1, hòa 2 và thua 4. Tuyển Việt Nam đứng cuối bảng với 7 trận toàn thua. Cả hai đều chiến đấu vì danh dự trận này. Tuyển Việt Nam chơi cống hiến trước khán giả nhà. Báo chí thế giới ca ngợi trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Thắng thuyết phục Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam được nhiều tờ báo trên thế giới ca ngợi và dành nhiều lời khen có cánh cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Thắng lợi 3-1 trước Trung Quốc ngay trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 1 Tết là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại vòng cuối cùng tranh vé dự World Cup 2022 khu vực châu Á, chấm dứt 7 trận toàn thua trước đó. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của bóng đá khu vực Đông Nam Á ở vòng loại thứ 3 World Cup. Chiến thắng của tuyển Việt Nam khiến báo chí thế giới dành những mỹ từ để ca ngợi thắng lợi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phan Văn Đức ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Việt Nam. Theo tờ El Mundo Deportivo của Tây Ban Nha có bài viết, Trung Quốc của Ule chính thức lỡ hẹn với World Cup. Họ thua đội bóng cuối bảng Việt Nam 1-3. Ule đã không thể làm được gì trong trận đấu này trước khi rời sân cùng nỗi thất vọng. Cầu thủ Ule được xem là niềm tự hào của bóng đá Trung Quốc khi đang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Espanyol. Tại Hàn Quốc, tờ NSNI dẫn tin, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Trung Quốc. Chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trong đó tác giả bình luận, sau 7 trận toàn thua ở vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng quý giá trước Trung Quốc. Thêm một lần, huấn luyện viên Park Hang-seo làm nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam. Tờ Chô San chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo không thể giúp đội tuyển Việt Nam giữ World Cup nhưng ông đã lập nên kỷ lục ở Đông Nam Á. Dù đội tuyển Việt Nam lập nên kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên toàn thua 7 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup nhưng chiến thắng trước Trung Quốc đã giúp huấn luyện viên Park Hang-seo mang về kỷ lục. Lần đầu tiên, một đội bóng ở Đông Nam Á đã giành chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup. Đây cũng là lần đầu tiên họ đánh bại đội tuyển Trung Quốc. Dù chiến thắng này không thể giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự World Cup nhưng ít nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm nên lịch sử và truyền niềm tin cho toàn đội, tác giả bình luận. Trang Xinhua của Trung Quốc nói về trận thua của đội nhà, trận thua này khiến Trung Quốc chỉ có 5 điểm sau 8 trận, chính thức mất cơ hội đến Qatar. Trận thua diễn ra ngay mùng 1 Tết. Liệu nó có trở thành liều thuốc đắng để bóng đá Trung Quốc bắt đầu quá trình chữa bệnh của mình? Tờ Mertichon của Thái Lan chạy tiếp, bóng đá Đông Nam Á đã khai hỏa, ngay sau khi tuyển Việt Nam hạ gục tuyển Trung Quốc 3-1 ngay trên sân Mỹ Đình tối 1 tháng 2 tại vòng loại World Cup 2022. Tờ Mertichon coi thắng lợi Việt Nam 3-1 Trung Quốc là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á.
Ngoài ra, tờ báo này cho rằng đây sẽ là bước tiên phong để các đội tuyển khác trong khu vực tự tin hơn. Martin viết, mặc dù đội tuyển Việt Nam đã thua đến 7 trận, trong khi Trung Quốc có 5 điểm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã gây sốc khi hạ Trung Quốc bằng lối chơi cực kỳ khoa học. AFC ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc,